Xin chào, hôm nay mình giới thiệu sản phẩm mới ra gần đây của USPOT gọi là OX Horn Headset Bracket. Sản phẩm này hỗ trợ bạn tháo hoặc lắp tai nghe nhanh chóng, tuy nhiên không sử dụng được cho nhiều mũ cũng chiếm nhiều chỗ trên nail. Một số chi tiết chúng làm bằng kim loại, còn lại là nhựa. Còn có một đoạn nail bạn có thể lắp thêm phụ kiện như đèn pin. Về giữ tai nghe có hai vị trí, bạn bật ra để đội mũ dễ dàng hơn, sau đó bật vào để tai nghe ép sát tai. Các bạn xem cách lắp tai nghe nếu chưa dùng qua. Hai que giữ tai nghe có một đoạn dài và ngắn, đoạn dài dùng để lắp mic nên phải hướng về phía trước. Di chuyển mouse để chấm tròn này lọt vào khe trống. Như đã chia sẻ các bạn mẫu này không lắp được tất cả nón, mình đã thử qua rêu mũ AFTMC và rêu mũ Maritime FMA dễ dàng. Mũ AFU Sport lại khó lắp, rất đứng không gài được, nếu cố lắp có thể làm hư hỏng rêu nón hoặc mao cài.